Ok Và chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục cập nhật về thị trường Cũng như là chúng ta sẽ cập nhật về xu hướng của Bitcoin Và trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà mình đang ngồi Phân tích thị trường với anh em và cập nhật thị trường với anh em thì Bitcoin của chúng ta đang giao dịch quanh mức 22.800 đô Ờ, trong buổi tối ngày hôm qua khi mà mình đang ngồi nay với anh em thì uh, Bitcoin của chúng ta nó đang giao dịch quanh mức 23.000 đô đúng không ạ, trên mức 23.000 đô. Sau đó thì uh, đến buổi sáng ngày hôm nay, vào phiên lúc 2 giờ sáng thì chúng ta có một cái nhịp giảm, một cái đến đỏ và sau đó thì lúc uh, khoảng 5 giờ 30 thì chúng ta có một cái nhịp giảm nữa. Và nó kéo cho sell cái việc mà Bitcoin nó về cái cái nền giá sâu nhất là khoảng 22.500 đô thì uh, nếu như anh em nào mời chúng ta theo dõi cái buổi nay trong buổi tối hôm qua của mình rồi <laughs> thì uh, mình có phân tích về anh em rằng uh, bản thân của mình thì uh, trong cái thời điểm này mình vẫn đang cầm USDt và mình đang chờ đợi một cái con sóng điều chỉnh uh, nó của Bitcoin về cái vùng bên dưới và cái mục tiêu của mình trong giáp tối thì uh, chúng ta có thể kỳ vọng về được là cái mốc dưới 21.000 đô thì uh, cái thời điểm đó thì mình mới tính toán để mình vào hàng hay là mình đi chợ Ở trên cái khung H4 thì à, Hiện tại thì à, cái xu hướng tăng nó đang bị trững rồi Nên theo như mình thì à, Cái vùng giá từ 20 Trên vùng 21 ngàn đô Đây là cái vùng giá mà chúng ta có thể chờ đợi được ở Cá nhân của mình thì trong gian này thì à, Mình cầm USDT Thế nên là mình cũng không vội à, Nếu như mà thị trường và market họ bán cho mình Cái giá rẻ Và nếu như họ bán cho mình cái cái giá tốt Thì mình mới mua còn theo như mình thì cái nền giá này thì nó cũng chưa phải là tốt nên mình vẫn chờ đợi thêm anh em nhé nếu như anh em mà chúng ta sợ rằng thị trường nó sẽ tăng trưởng ngay hoặc là nếu như mà anh em mà chúng ta sợ rằng bitcoin nó sẽ nó sẽ áp ngay thì mọi người có thể phân bổ một cái phần vốn trước cái đấy tùy mọi người thôi nhưng mà mình thì mình vẫn chờ đợi thêm thì sau cái phiên giảm ngày hôm qua thì bitcoin của chúng ta nó có một cái phiên phá bẫy giả đúng không ạ <laughs> đây là một cái phiên phá mới giả của Bitcoin và nó vừa tầm nó đẩy qua luôn sau đó, đó nó quay đầu và nó đi xuống ngay thì cái mức giảm ngày hôm qua nó ứng với bao nhiêu phần trăm ạ nó ứng với cái mức giảm là 6 phần trăm với Bitcoin một cái mức giảm 6 phần trăm thì mình đang khá là kỳ vọng rằng trong ngày sắp tới thì chúng ta có thể chúng ta có thể chờ đợi được cái vùng dưới 21.000 đô thì nó sẽ an tâm hơn ở khi mà Bitcoin nó giảm 6 phần trăm ấy nhưng mà anh em để ý sang nhé anh em để ý sang ăn coi thì chúng ta đã nhìn thấy cái sự điều chỉnh của an coi nó rất là nhiều ở ờ, những cái đồng an coi hiện tại ở ờ, những cái đồng an coi hiện tại nếu như mà mọi người chúng ta quan sát thì mọi người sẽ thấy rằng là mặc dù với cái tỷ trọng điều chỉnh khoảng 6% thôi nhưng mà an coi chúng ta nó bị điều chỉnh nhiều hơn ở hôm nay thì mình có post lên trên ở trên nhóm facebook thì mình có post với anh em một vài những đồng an coi nó điều chỉnh khá là nhiều đây đây là một số những đồng coi nó đang điều chỉnh khá là nhiều ở có một số đồng coi hiện tại nó đã đạt đến cái mức điều chỉnh khoảng 30%. Như là con gì đây ạ? Con này là con uh, hawk đúng không ạ? Đây, bật biểu đồ cho anh em, anh em xem nhé. Cái con này này. Cái con hawk này thì sau khi mà ngày hôm trước nó có, có một cái phiên tăng giá rất là mạnh. Và hawk cũng ta nó đạt đỉnh ở cái vùng là 3.9 đô thì sau đó thì nó có một cái phiên điều chỉnh ở trong cái sóng này thì nếu như anh em nào mà chúng ta vào con này thì khả năng là chúng ta bị bị âm tài khoản và cái mức giảm của nó ứng với cái mức là khoảng 3 hơn 30% một cái mức điều chỉnh khá là lớn đúng không ạ hay là con IPT thì nếu như mọi người mà chúng ta theo dõi mình ở những cái bản cập nhật thị trường của mình thường xuyên thì mình vẫn luôn luôn nói với mọi người đó là mình đang chờ đợi một cái phiên điều chỉnh nó đủ lớn với thị trường và với Bitcoin và với Ancoin thì mình mới vào thì bây giờ mình vẫn đang chờ đợi, đợi thôi. Cái mức điều chỉnh khoảng 20% mình, theo mình thì uh, nó cũng là một cái mức độ điều chỉnh nhiều nhưng mà theo mình thì nó chưa đủ để cho mình có thể là an tâm để mình vào lệnh được. <laughs> Với ABT thì trong cái phiên giảm ngày hôm nay thì uh, ABT cũng có một cái mức điều chỉnh là khoảng 20%. Rồi một số những đồng an coi khác nếu như anh em nằm ở đấy ý thì có nhiều đồng an coin nó giảm lắm Mặc dù Bitcoin nó mới chỉnh có khoảng tầm bao nhiêu ạ? Bitcoin nó mới điều chỉnh có 6% thôi. Nhưng mà hệ an coi của anh em này, con nào nó cũng gì ạ, Điều chỉnh nhiều. Con phần lâu nó điều chỉnh đến tận 26% Mặt bằng chung thì gần như là an coi cũng đang nó điều chỉnh rẻ ở ờ, nhiều hơn so với Bitcoin rất là nhiều Nên thời điểm này thì Theo như mình nói là ở, Chúng ta cũng cũng đề phòng cái rủi ro thôi ạ. Với mình thì thị trường bây giờ đang rơi vào cái dạng 50-50 phần 50%, -50. Ờ, 50 là Bitcoin vẫn có thể tăng được Và 50% là Bitcoin nó, nó xuống Thì với mình thì khi mà mình đầu tư ấy, thì mình sẽ phải tính toán và thông thường thì với một cái tỷ lệ chiến thắng là 50 50 thì mình sẽ không vào. Mình sẽ chờ đợi khi mà cái tỷ lệ chiến thắng cao mình mới vào. Thế nên là mình vẫn chờ đợi con sóng điều chỉnh như vậy. Và mình nghĩ rằng là nếu như mà nó điều chỉnh được thì nó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn để chúng ta có thể vào hàng cũng như chúng ta có thể chơi được. Còn cái vùng giá này thì theo mình nó là thị trường nó vẫn có thể tăng được. Bản thân của mình thì vẫn nhắc với anh em nói là mình không vào thì thị trường vẫn có thể tăng. Và với mình thì xác suất nó đang là 50 50 và nó không đáng để mình xuống tiền. Thì nếu như mà trong ngày hấp tới trong nữa tới trong một vài ngày tới nếu như mà thị trường nó xảy ra một cái con sóng điều chỉnh như mình kỳ vọng ấy nó rơi vào khoảng tầm 10 à, nó rơi khoảng tầm 30 35 phần 500 với an coi thì chúng ta có thể tính toán để chúng ta đi chợ và chúng ta vào hàng được thì theo như mình thì đấy là cái cơ hội chúng ta còn bây giờ thì nó cũng không hẳn là cơ hội bây giờ những cái đồng an coi của chúng ta nó tăng trưởng rất là nhiều có những đồng con nó tăng trưởng đến tận 50% có đồng con nó tăng trưởng nhiều hơn là khoảng 70% thậm chí là một số những cái đồng coin nó tăng trưởng nhiều nó có thể là nó tăng trưởng 2 đến 3 lần rồi thì khi mà nó xảy ra cái sóng điều chỉnh này thì có phải là anh em rủi ro đúng không không <laughs> ví dụ hôm trước mà anh em nào mà chỉ cần vào con flow rồi thôi thì chắc chắn là bây giờ tài khoản anh em gì cái tỷ lệ mà anh em bị âm khá là cao và với mình thì thời điểm này thì mình vẫn vẫn chưa an toàn thôi mình cũng không mạo hiểm để mình mình lại ăn coi cái con sóng điều chỉnh 30 mươi ba thì mình đã vẫn đang hướng tới với thị trường trong ăn này nếu như mà thị trường mà market họ bán cho mình thì mình sẽ mua còn vẫn phải nhắc lại với anh em nhé nếu như anh em bộ thì chúng ta có thể đi chợ trước hoặc là anh em có thể đi chợ một phần ở ờ, những cái đồng coin như là eth hay là những đồng coin bnv thì nó cũng điều chỉnh theo ở ờ, eth của chúng ta hiện tại nó đang xảy ra một cái mức điều chỉnh rơi khoảng tầm 9% thì cái vùng giá mà anh em có thể hướng tới với ethereum là khoảng tầm quanh một bốn đến một quanh một bốn đô thì với mình thì eth và bnb nó cũng là những cái đồng coi rất là tiềm năng để chúng ta có thể giao dịch được nhưng mà theo như mình thì cái con sóng này thì khả năng là mình sẽ không đánh eth và đánh bnb nhiều tại vì uh, theo như mình thì cái khả năng là cái sóng này thì eth và bnb nó sẽ không tăng trưởng quá mạnh nên có thể là mình sẽ bỏ qua trong thị trường thì nó có rất nhiều đồng ăn coi tiềm năng tại sao mà chúng ta chúng ta thì khi mà tùy cái thời điểm mình mình sẽ chọn những cái đồng coi để mình chơi thôi chứ không phải là mình sẽ chơi mãi một cái đồng coi nó giống như là cái sóng vừa rồi thì mình có chơi với anh em ở trong nhóm ấy là mình có chơi con ABT này nó tăng trưởng rất là mạnh những cái đồng coi mà mình đưa ra với anh em thì đều là nằm trong top những cái đồng coi tăng trưởng mạnh con hot cũng tăng trưởng mạnh này hay con magic đây là một ví dụ một vài ví dụ những cái đồng coi mà mình chơi với anh em thì nó đều nằm trong top những cái đồng coi tăng trưởng mạnh thì với mình nói là mình sẽ chọn những cái đồng coi tùy vào cái thời điểm và tùy vào cái biểu đồ nó có đẹp hay không Chứ không phải là mình có nhất thiết là mình sẽ chơi ETH và chơi BNP Đấy thì uh, tới thì theo như mình thì Anh em nếu như mà thị trường nó điều chỉnh được thì mọi người có thể nắm bắt Để mọi người có thể tăng tài khoản được trong cái con sóng này Và nếu như mà anh em mà chúng ta mà muốn tham gia vào những cái buổi zoom định hướng của mình Hay là mọi người muốn tham gia vào uh, mọi, mọi người muốn nhận những cái tín hiệu đánh ăn coi Thì uh, mọi người có thể tham gia vào trong nhóm tín hiệu riêng Thì ở trong các buổi live hay là trong các video thì mình tập trung mình chia sẻ kinh nghiệm cũng là mình phân tích về xu hướng bitcoin nhiều hơn còn trong các cái nhóm riêng thì mình sẽ tập trung mình mình đánh ăn coi mọi người ok thì video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc đây và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo em mọi người